Vậy thì xin kính mời quý vị khán giả chúng ta trở lại với diễn biến tại sông đá Bế Văn Cấm để tiếp tục chứng kiến lượt trận của tuần thi đấu thứ ba giải bóng đá VCS Super League 2024 Yamaha Cup, một giải đấu kỳ lạ. Tiếng còi bắt đầu hiệp 1 của màn so tài U9 AS Roma và U9 AC Milan đã được vang lên. Và phá bóng ngay từ đầu thì các cầu thủ bên phía đội bóng AS Roma đã gây sức ép. Nguy hiểm như vậy thì đã có bàn thắng sớm dành cho cầu thủ bên phía đội bóng AS Roma. Tình huống dứt điểm nhẹ nhàng nhưng thủ môn bên phía đội bóng AC Milan vừa rồi gần như là không có phản ứng nào. Hoàng Quân lập công dành cho các cầu thủ bên phía AS Roma để giúp cho các cầu thủ áo đỏ vượt lên dẫn trước. Vẫn là những pha nguy hiểm. Suýt chút nữa thì các cầu thủ AS Roma có được bàn thắng thứ hai. Hơn 500 học viên của các chi nhánh VCS khắp thành phố Hồ Chí Minh sẽ được chia làm 6 nhóm tuổi và bốc thăm ngẫu nhiên vào những đội bóng hơn 50 đội. Và mỗi một nhóm tuổi sẽ mô phỏng một giải vô địch quốc gia của khu vực châu Âu. Như vậy thì các thủ AC Milan sau những phút gây sức ép đã có được bàn thắng gỡ hòa. Tình huống ghi bàn đến từ vị trí của Đặng Phi, cái tên nổi bật nhất trong đội hình của AC Milan. Và dứt điểm trong tình huống mà hàng phòng ngự bên phía đội bóng áo đỏ đã chơi không tốt và để cho Đặng Phi có được khoảng trống rất lớn. Tình huống càng lướt quyết liệt đến từ vị trí của Hữu Nghĩa và đây là cơ hội. Tình huống ngăn cản rất kịp thời của thủ môn bên phía AS Roma. Bóng này tiếp tục về chân của các thủ bên phía đội bóng AC Milan. Thêm pha dứt điểm từ xa nữa rất nguy hiểm và tỷ số bây giờ đã là 2-1 dành cho AC Milan. Đội bóng áo bích xanh đã bị dẫn trước nhưng bây giờ thì họ đã có được pha lập công để dẫn ngược lại. Số 9 Tăng Lân Trí là người dứt điểm với một cú đá từ xa vô cùng hiểm hóc để mang lại lợi thế dành cho AC Milan. Quả đá phạt góc không được, pha chạm bóng đã không đủ chính xác dành cho các thủ áo bích xanh. Pha áp sát tốt. Tình huống tấn công tiếp theo dành cho cầu thủ AC Milan nhưng không có được cú dứt điểm. Bóng lại tiếp tục về chân của các cầu thủ bên phía đội bóng áo xanh, không được, pha dứt điểm đã đi chệch khung thành trong gang tấc. Một pha đột phá hay và cơ hội nữa dành cho số 10, dứt điểm không vào. Chưa có bàn thắng tiếp theo dành cho Đặng Phi. Tiếp tục một cơ hội nữa dành cho vị trí của Đặng Phi. Được chuyền. Bóng đã đi ra ngoài mất rồi. Quyết định dứt điểm,